Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin của Từ Bóng Đá. Kính thưa quý vị, chỉ để thua đội tuyển Nhật Bản với tỷ số đó là 0-3, thì đội tuyển nữ Việt Nam chúng ta vẫn duy trì được cái vị trí thứ 3 trong bảng đấu của mình để chúng ta có được cái cơ hội là đi tiếp tại World Cup nữ 2023. Đối đầu với đội tuyển nữ Nhật Bản ở một đẳng cấp cao hơn rất nhiều bởi họ là đương kim vô địch, thì đội tuyển nữ Việt Nam chúng ta đã có một khởi đầu rất tốt và đã duy trì được tỷ số 0-0 đến tận phút thứ 38 trước khi bị tụt lưới sau tình huống bắt bóng không được dính của thủ môn Kim Thành. Mà sang hiệp thứ 2 thì đội tuyển nữ Nhật Bản đã thay đổi cách tấn công và họ đã có được thêm 2 bàn thắng nữa để dẫn với tỷ số 3-0. Mà trong 30 phút cuối cùng thì chúng ta thấy được là đội tuyển nữ Việt Nam đã thi đấu rất quả cảm để bảo vệ tỷ số thua đó là 0-3. Một tỷ số có thể là khiến cho nhiều các cổ động viên cảm thấy không hài lòng. Thế nhưng nhìn vào cái cục diện của các bảng đấu hiện nay thì đây là một tỷ số có thể mang đến một điều thần kỳ dành cho đội tuyển nữ Việt Nam. Với kết quả này thì đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có hiệu số là -6 sau 2 trận và tạm xếp trên Myanmar hiệu số -7 để duy trì cơ hội giành vé vào tứ kết để cạnh tranh suất đến World Cup nữ 2023. Và đặc biệt là so sánh hiệu số này thì chúng ta đang có một chút cái lợi thế nhỏ nhỏ trong cái cuộc chiến để giành vé vào vòng tứ kết. Hiện nay với hiệu số -6 cùng 0 điểm sau 2 trận đấu thì đội tuyển nữ Việt Nam chúng ta sẽ còn trận đấu cuối cùng với đội tuyển Myanmar hầu như không còn quá nhiều ý nghĩa. Ngoại trừ việc là thầy trò huấn luyện Mai Đức Chung chỉ cần không thua đối thủ là đủ để chúng ta đoạt vị trí thứ 3. Tuy nhiên thì tấm vé vào tứ kết có hay không lại phụ thuộc hoàn toàn vào kết quả ở các bảng đấu khác. Tại bảng B hiện nay thì cũng rất khó để cho Philippines họ bị tuột mất chiếc vé vào tứ kết vào tay của mình khi mà phải để thua đội tuyển Indonesia với 3 bàn thắng trở lên. Và điều này là điều rất khó có thể xảy ra vì Indonesia là đội bóng rất yếu. Cùng đó Thái Lan cũng vào cái thế đó là buộc phải thua đội tuyển Australia tận 10 bàn thì mới mất vé vào tứ kết. Và đương nhiên đây là những trường hợp rất khó để có thể xảy ra. Trong khi đó thì ở bảng A, một khe cửa hẹp dành cho đội tuyển nữ Việt Nam đã được mở ra khi mà Đài Bắc Trung Hoa chỉ cần thắng Iran hiện nay đang có 0 điểm với hiệu số là -7 là thầy trò viên Mai Đức Chung sẽ có vé giành quyền và chơi trận tứ kết. Thế nhưng hai đội này nếu hòa nhau thì cơ hội dành cho đội tuyển nữ Việt Nam đó là chấm hết. Hoặc ngược lại đó là đội tuyển Iran thắng ngược đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa với tỷ số cách biệt 3 bàn thắng trở lên thì thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng sẽ có vé vào vòng tứ kết. Tuy nhiên nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta đó là không thua trước đội tuyển Myanmar. Và với cái mục tiêu này thì tôi nghĩ rằng là chúng ta hoàn toàn có cơ sở để có thể có hy vọng về tiến tới vào vòng tứ kết. Đây là một khe cửa tưởng như là quá hẹp dành cho đội tuyển nữ Việt Nam, thế nhưng thực tế là nó vẫn còn rất rộng mở. Với việc là chúng ta đã rất cố gắng trong 2 trận đấu vừa qua đối đầu với những đội đương kim vô địch rồi đương kim á quân như là Nhật Bản, Hàn Quốc, chúng ta chỉ để thua với tỷ số là 0-3 thôi, nó bỗng mở ra cơ hội lớn dành cho đội tuyển nữ Việt Nam. Và nếu chúng ta tận dụng tốt cơ hội này, đó là không thua trước Myanmar và chỉ cần bảng A sẽ có những tỷ số có lợi dành cho đội tuyển Việt Nam, nghĩa là ít nhất Đài Bắc Trung Hoa thắng Iran hoặc là Iran thắng ngược lại Đài Bắc Trung Hoa với tỷ số 3-0 thì chúng ta sẽ đi tiếp. Thế nhưng hiện nay thì Đài Bắc Trung Hoa vẫn được đánh giá là cao hơn so với Iran và chúng ta hiện nay có lẽ rằng cũng chỉ lo nhất đến kết quả là hai đội này hòa nhau ở lượt đấu cuối cùng mà thôi. Chúng ta sẽ cùng chờ xem bởi mùa giải năm nay quả thực là một giải rất khó khăn dành cho đội tuyển nữ Việt Nam. Chúng ta đã phải đối đầu với những đối thủ sừng sỏ nhất tại châu Á, trong khi đó thì lực lượng gặp rất nhiều những vấn đề về mặt sức khỏe vì dịch bệnh Covid-19 vừa qua. Thế nhưng dù sao chăng nữa cũng xin chúc cho những cầu thủ nữ của chúng ta sẽ gặp nhiều may mắn và chúng ta sẽ có được cái điều mình muốn, đó chính là tấm vé vào vòng tứ kết. Xin chúc cho đội tuyển nữ Việt Nam sẽ luôn luôn mạnh khỏe và chúng ta sẽ có được trận đấu cuối cùng, một trận đấu có thể coi rằng là căng thẳng, mặc dù là nó không quyết định quá nhiều đến tấm vé đi tiếp dành cho đội tuyển nữ Việt Nam. Và tới đây thì bản tin của Từ Bóng Đá cũng xin được kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo của Từ Bóng Đá.